Là một doanh nhân thành đạt, là một người rất yêu và đam mê bóng đá, 18 năm gắn bó với môn thể thao vua, ông đã tạo nên nhiều cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam. Đó là việc mời được huấn luyện viên Calisto làm huấn luyện viên cho đội bóng của mình, và rồi sau đó hy sinh để vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha dẫn dắt tuyển Việt Nam và làm nên lịch sử của chiếc cúp AFF năm 2008. Không những thế, với vai trò chủ tịch VFF, ông luôn nỗ lực giúp đỡ, hỗ trợ và thuyết phục các đội bóng làm bóng đá một cách căn cơ hơn, sạch hơn để bóng đá Việt Nam ngày một chuyên nghiệp và phát triển hơn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngồi bên cạnh Xuân Cường ngày hôm nay đó là ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF, và người ta thường gọi ông đó là Bầu Thắng. Vừa qua thì ông cũng đã nhận được danh hiệu vinh danh Fair Play của báo Pháp Luật. Xin chào anh Thắng đã đến tham gia chương trình chúng tôi ạ. Xin chào Xuân Cường, chào quý khán giả đang xem chương trình Thể thao là cuộc sống. Chúng ta cũng biết thì danh hiệu Fair Play năm nay đã trải qua được năm thứ tư, và trong 3 lần giải trước thì cũng đã có 3 nhân vật được vinh danh. Đó đầu tiên là ông Đoàn Như Đức, rồi sau đó là ông Trần Anh Tú, và vừa qua mới nhất thì ông Võ Quốc Thắng là người đã được vinh danh với cái danh hiệu cao quý này. Vậy thì cái danh hiệu vinh danh Fair Play đối với ông nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Có thể nói rằng khi nhận được cái biết tin nhận được cái giải Fair Play này thì mình cũng thực sự bất ngờ. Trong cái suốt thời gian vừa qua làm bóng đá đó, thực sự mình cũng rất là đam mê. Có thể nói là cái sự đam mê nó dâng trào từ năm 1998, yeah, khi đội tuyển chúng ta đá với đội tuyển Singapore và chúng ta thua 1-0 tại sân hàng đẩy. Yeah. Cái cảm xúc thất vọng lúc đó mình nó không thể diễn tả được. Và đêm đó tôi lang thang ở những cái đường phố Hà Nội một mình. Yeah. Và tôi quyết phải làm cái gì đó, đóng góp cái gì đó cho bóng đá Việt Nam. Yeah. Và đeo đuổi trong cái thời gian vừa qua thì phải nói là suốt 10 năm trời. Đến năm 2008 thì phải nói là một cái niềm vui nó lại đem tới tôi một cái niềm vui, thì trong cuộc đời tôi tới giờ phút này, yeah, thì chưa bao giờ có cái niềm vui đó. Yeah. Tôi vừa vui mà tôi vừa không biết cái cảm giác, cảm xúc đó tôi chưa bao giờ có lần nào hết. Yeah. Tôi rất là vui và tôi chạy vòng sân Mỹ Đình. Yeah. Tôi không biết khóc hay là cười hay là vui, nói chung là những cái cảm xúc đó giờ không thể làm lại được. Thời điểm đó thì tôi cũng có mặt trên sân Mỹ Đình và cũng mất một thời gian rất là lâu mới có thể về được đến khách sạn khi mà chia buồn cái niềm ăn mừng đó. Chắc chắn với những người có tâm và làm bóng đá tâm huyết như ông thì không phải làm để có được những cái danh hiệu vinh danh như thế. Nhưng để đạt được những cái niềm tin yêu xứng đáng với cái người hâm mộ đã đặt lòng tin cho mình thì ông sẽ phải làm những gì? Thật sự mình làm bóng đá thật sự nó là một cái niềm đam mê với cái, yeah, cái mình suy nghĩ rất là đơn giản, tại vì đối với đất nước Việt Nam chúng ta cũng là đang tiến trình hội nhập mở cửa, bóng đá cũng là một cái phần để quảng bá những hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Thì có thể nói là tôi có điều kiện đi công tác nước ngoài nhiều, yeah, rồi cũng có nhiều bạn bè, đặc biệt qua tôi làm ăn với Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, yeah, thì có thể nói là cái khoảng thời gian đó tôi tìm hiểu bóng đá rất nhiều và tôi rất là cũng rất là đam mê, cho nên khi mà nhớ là năm 98 thì bắt đầu năm 99 thì tôi lập một đội bóng trẻ, yeah, là cũng từ các cái công nhân của nhà máy, rồi bắt đầu mới tuyển chọn ra các đội trẻ để tham gia cái bóng đá, yeah, U21. Yeah. Thì năm 99 thì lần đầu tiên thì có thể nói là không ngờ là có đội bóng của Gạch Đồng Tâm, lúc đó chưa có chữ Long An, yeah, đội bóng công nhân Gạch Đồng Tâm tham gia thì được vào vòng chung kết và đứng giải hạng 3. Thì đó cũng rất bất ngờ. Yeah. Thì tới năm 2000 thì ở Sở Thể dục Thể thao tỉnh Long An có ngỏ ý muốn Đồng Tâm hỗ trợ, tại thấy cái thành công của giải U21 của các cầu thủ trẻ, thì khi mình vào đội bóng Long An thì lúc đó đội bóng Long An đang đá hạng nhất thì phải nói là rất là khó khăn, thì mình hỗ trợ cái kinh phí để cho đá lượt về, thì khi mình vào thì cái đội bóng Long An đá rất là tốt. Thì tới năm 2001 bắt đầu là chính thức là Đồng Tâm được tỉnh ủy, lúc đó là tỉnh ủy mà giao đội bóng cho một cái đơn vị tư nhân phải nói rất là khó khăn. Yeah, đơn vị, yeah, đầu tiên xã hội hóa phải họp thường vụ rồi hội đồng dân rất nhiều thứ. Yeah. Và làm cái biên bản là giao cho Đồng Tâm là chỉ hoạt động bóng đá, thể dục thể thao, xã hội hóa,
chứ không được là lấy đội bóng rồi đi bán hay gì đó. Khải thật sự giao vậy thôi, chứ một số cầu thủ như Quang Sang, Văn Giàu rồi đó chuyển qua nhập với cái đội trẻ đó Long An, thì năm đó mà thì tham gia năm đầu tiên thì đội bóng lên hạng ngay và vô địch cái hạng nhất. Thì suốt trong quá trình thời gian qua thì mình không muốn lặp lại, thì qua thời gian đó thì tới Đức bằng anh Gia Lai, anh cũng tham gia gì nữa. Thì lúc đó cái sân Long An còn chưa có những cái đường biết, còn đá rồi rất là khó, rất là chưa đạt những cái chuẩn. Thì anh Đức cũng phải là một người cũng rất là đam mê, hai anh em mới hợp nhau cố gắng để làm sao đóng góp. Thì đó là cái kỷ niệm mà bắt đầu đi từ đó đi đó. Từ đó cũng đã tạo ra những cuộc chiến gạch gỗ rất là là nổi tiếng mà bóng đá Việt Nam, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đã luôn nhớ đến những cái trận đấu này. Vậy thì khi mà đã bước vào làm bóng đá rồi thì cái tiêu chí là bóng đá của anh này? Thật sự mình có một suy nghĩ rất là bóng đá là một cái môn thể thao để kết nối gần gũi nhau, chứ không phải bóng đá là để chia rẽ. Thể thao là cái kết nối, mà đặc biệt là bóng đá rất là kết nối tình bạn bè, kết nối các tỉnh này với các tỉnh kia, thậm chí là nước này với nước bạn. Thì tôi nghĩ là bóng đá nó đem là những cái vô hình rất là lớn. Mình nghĩ là ngoài chuyện bóng đá, mình thấy là mình mất một số tiền rất lớn, nhưng thực sự đem lại cái tình yêu mà rất nhiều thứ, mà đem lại cái lợi cho tổ quốc cũng rất là nhiều. Qua bóng đá thì người ta biết nhiều về Việt Nam hơn. Những cái vô hình cũng như qua bóng đá thì nó làm cho thanh niên, thiếu niên này có bóng đá, có một cái cuối tuần nó có một cái môn giải trí. Rồi để giảm bớt những cái thay vì anh em đi chơi này chơi nọ thì có một cái suy nghĩ thì nó rất là thuận lợi. Chúng ta cũng biết bóng đá là môn giải trí, môn giải trí thì cần phải mang lại niềm vui cho người hâm mộ, mà khi mọi người cảm thấy vui thì cái năng suất làm việc, cái hiệu quả trong những cái ngày làm việc cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Thưa quý vị, các bạn, nhắc đến ông Võ Quốc Thắng thì chúng ta cũng sẽ biết ông có rất là nhiều chức danh. Chủ tịch của Đồng Tâm Group, rồi chủ tịch hội đồng quản trị của Kiên Long Bank, chủ tịch của V3F, là một cái doanh nhân cũng có, làm bóng đá cũng có, nhưng mà cuối cùng thì anh cảm thấy là giữa việc làm doanh nhân làm bóng đá là nào khó hơn? Thật sự mỗi một cái nó có khía cạnh khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng là khi mình làm gì mình phải có cái lòng đam mê. Cho nên trong cuộc sống tôi suy nghĩ rất là đơn giản, và tôi tổng kết, tôi chia sẻ, tôi nói là chưa bao giờ tôi dạy ai cái gì hết, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ thôi. Học được những cái hay của những người đi trước, và bạn và đồng nghiệp qua bóng đá tôi cũng học được rất là nhiều. Cho nên là có thể lấy bóng đá để áp dụng vào kinh doanh, và ngược lại lấy trong kinh doanh áp dụng trong cái quản lý bóng đá. Nhưng mà tất cả những cái người làm bóng đá thì thông thường đang chịu một cái áp lực vô cùng lớn, áp lực từ người hâm mộ và áp lực rất là nặng nề từ giới truyền thông nữa, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, đây đúng là một cái công việc có lẽ là hoàn toàn không có dễ dàng tí nào. Và nhiều người cũng nói vui rằng có dại lắm mới vô làm bóng đá đó là như thế. Nhưng mà ông Võ Quốc Thắng cũng như nhiều cái nhân vật khác cũng đã rất là nỗ lực và duy trì niềm đam mê và sự tâm huyết của mình với bóng đá trong thời gian qua. Và bây giờ tiếp theo chương trình thì chúng ta hãy cùng nhìn lại cái hành trình đến với bóng đá của Độc Tâm Long An kể từ năm 2001, khi mà Độc Tâm Long An chính thức đầu tư vào đội bóng, thì Long An đã trở thành một trong những cái thế lực của bóng đá Việt Nam. Với niềm đam mê bóng đá sâu sắc, doanh nhân Võ Quốc Thắng đã quyết định đến với môn thể thao vua từ năm 1999 khi xây dựng đội bóng thanh niên của công ty, thi đấu ở các giải đấu trẻ. Và rồi từ đó đến năm 2001, tỉnh Long An đã quyết định giao đội bóng cho Đồng Tâm Long An. Khi bóng đá Long An có ông chủ mới đã bắt đầu đi theo con đường chuyên nghiệp. Không phải là dân làm bóng đá chuyên nghiệp, ông Võ Quốc Thắng đã lặn lội học hỏi từ khắp nơi và cả nước ngoài. Ông xây dựng câu lạc bộ Đồng Tâm Long An thành một mô hình chuyên nghiệp, có nơi ăn, chốn nghỉ và sân tập riêng cho cầu thủ. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc của ông Võ Quốc Thắng, câu lạc bộ Đồng Tâm Long An đã có những bước tiến mạnh mẽ, lên hạng đá chuyên nghiệp ngay vào năm đầu tiên tiếp quản đội bóng, rồi trở thành một trong tứ đại gia bóng đá Việt Nam gồm Hoàng Anh, Gia Lai, Bình Dương và Đà Nẵng. Đỉnh cao của câu lạc bộ chính là vào những năm 2005-2006 với các chức vô địch V-League, cúp quốc gia, siêu cúp quốc gia. Nhưng sau khi giành vị trí Á quân ở năm 2007 và 2008, đội đã bắt đầu đi xuống và luôn nằm trong nhóm dưới của bảng xếp hạng. Thậm chí năm 2011, đội đã thi đấu không thành công và rớt xuống hạng nhất. Một năm sau khi trở lại, Đồng Tâm Long An đã không còn là một thế lực của bóng đá Việt Nam nữa, nhưng đã bắt đầu chuyển sang mô hình mới, đó là cổ phần, và mang tên mới câu lạc bộ bóng đá Long An.
Khi mà đến với bóng đá thì chúng ta biết Đồng Tâm Long An chính thức đầu tư cho bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2001, nhưng đến 2003 thì đội bóng mới bắt đầu đi lên bóng đá đỉnh cao. Nhưng có lẽ thăng hoa nhất là khi đội bóng mời được huấn luyện viên Henrik Kalisto. Thì phải chăng thì ông có thể kể lại là ông đã mời ông Kalisto đến như thế nào và đã có những cái gặt hái ra sao? Thì cũng nhờ bạn bè giới thiệu huấn luyện viên, thì đương nhiên thì mình cũng đưa ra một số cái điều kiện. Thì cuối cùng thì mình gặp được Kalisto. Với ban đầu thì mình chỉ dám mời là để hỗ trợ tư vấn mình để làm sao để làm một đội bóng. Chứ thật sự thời điểm mà 2001, đầu năm 2002 mà để làm một đội bóng mà chuyên nghiệp mình chưa hiểu được gì nhiều hết á. Mà xong rồi gặp được Kalisto thì lúc đó cũng chưa bàn nhiều, thì ông mới nói muốn làm bóng đá thì phải có những cơ sở vật chất thế này. Thì ông Kalisto, với cái mối quan hệ của ông Kalisto, thì ông Kalisto ông lại đưa tôi đi tham quan câu lạc bộ Porto. Tôi thấy không thể nào tôi làm được, nó quá kinh lớn. Xong rồi đưa lại Boavista. Câu lạc bộ Boavista cũng không thể nào làm giống nó được, thì cái đầu tư quá lớn. Và đưa thêm một số câu lạc bộ nữa. Thì ông nói nếu mà Mr. Thắng không làm được như vậy thì không nên làm bóng đá. Tôi cũng biết sao, nói ông còn một cái chỗ nào nữa. Thế ông suy nghĩ còn một chỗ nữa. Chỗ này là nếu mà không được nữa thì thôi ông dắt đi nữa. Khi mà ông dắt tới một chỗ câu lạc bộ hạng 3, nó có những tiện nghi cơ sở vật chất, và ông nói thuộc dạng cũng là thấp rồi nhưng phải như vậy mới làm được. Nhất là cái cơ bản. Cuối cùng tôi đi tham quan xong rồi tôi cười miễn chi với ông, tôi nói được, tôi làm được. Nhưng mà ông phải hứa qua giúp tôi. Thì ông Kalisto nói được, ông sẽ sẵn sàng, nhưng mà ông đang làm đại biểu hội đồng dân của thành phố thì ông không thể đi được. Thì tôi mới mời thôi, hội đồng dân thì tôi biết là hội đồng dân thì không thể nào mà ông đi suốt được, thì ông vẫn có thời gian ngắn, thì ông nói tôi mời ông qua một tuần. Thì trong khoảng thời gian đầu thì cũng trả phí thôi. Trả phí ngày thôi, nhưng mà dần viết rồi cái mỗi lần mà tới năm 2001 thì mỗi lần Kalisto qua thì đội bóng đá thắng, mà ông về đội bóng lại thua. Cứ vào đấy thua hoài tôi lại mời Kalisto qua tiếp. Thì tốn chi phí ba chi phí. Thì tới năm 2002 thì đội bóng thăng hạng. Lúc đó sang là quân như Quỳnh Ngọc Sang quân như chuyển, thì ông Kalisto thì ổng chưa có chịu qua làm. Thì lúc đó những anh ở lãnh đạo liên đoàn thì có nhờ tôi là nói ông Kalisto năm 2002 đó. Là thi đấu năm 2002 thì lúc đó đội bóng thì Kalisto cũng làm biết rồi. Thì mới mời Kalisto đi hỗ trợ trong cái vấn đề đó. Lúc đó là Kalisto chưa vẫn còn làm hội đồng. Thì ổng dành một khoảng thời gian, ổng xin nghỉ phép dành thời gian để nắm đội tuyển và thi đấu Indonesia. Thì Thắng nhớ là lúc đó gặp Sư Gường vào đó, mà Sư Gường là một phóng viên phải nói rất là năng động, bám sát rất là chặt ông Kalisto, coi như là đi suốt với đội tuyển đúng không? Thì phải nói là năm đó thì được huy chương đồng mọi người cũng rất là bất ngờ. Trong thời điểm đó đội tuyển chúng ta không có nhiều tiềm năng, và đã qua cái đó thì cũng đã thấy ra được một số gương mặt trẻ như Tài Em, Minh Phương vân vân. Thì đó, thì do ông Kalisto cũng chọn, thì lúc chọn những cầu thủ đó thì nhiều người cũng bất ngờ. Thì phải nói là từ đó thì đội tuyển có vấn đề là muốn mời Kalisto làm, nhưng mà trong cái mời tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng, nhưng mà trong cái thỏa thuận không xong. Thì lúc đó thì có một số cái vấn đề, xong rồi ông Kalisto thôi ông lỡ xin nghỉ rồi. Thì bây giờ tôi phải làm việc với Kalisto là thôi ông yên tâm cứ tiếp tục làm ở Đồng Tâm Long An. Thì từ đó thì qua quá trình làm thì những cái thành tích mà nãy quý khán giả cũng vừa xem rồi đó. Trong cái thời gian phải nói là thời gian Kalisto, mặc dù đội bóng không có nhiều ngôi sao, không có đầu tư nhiều tiền, nhưng mà đã có những cái thành tích rất là tốt trong những cái năm đó. Thì đó là những cái mà đến đá. Còn đương nhiên thì trong quá trình làm thì mình luôn học hỏi. Thì cũng thưa Xuân Cường, thì phải nói là cái mình tới giờ này mình thống kê lại, thật sự để làm được một cái việc gì đó, hồi nãy Xuân Cường hỏi là vừa làm bóng đá, vừa làm doanh nhân, vừa làm rất nhiều thứ, có thời gian tôi làm đại biểu quốc hội nữa. Rồi tôi làm mặt trận tổ quốc gần 20 năm. Như đội chủ tịch mặt trận tổ quốc tôi cũng tham gia hoạt động tích cực. Nhiều người hỏi thì tôi nói phải cố gắng. Phải có suy cho cùng thì mỗi con người thì tới giờ phút mà để làm lãnh đạo thì cần đúng 7 chữ thôi. Mà 7 chữ thì tôi tự suy nghĩ ra. Ví dụ lúc còn trẻ thì mình phải cần, lúc còn nhỏ thì phải có 3 chữ là cái tâm phải sáng. Phải kiên, mình học phải kiên nhẫn. Cái 3 khiêm tốn để học hỏi. Luôn luôn học. Tôi đó phải học hỏi. Cái thứ hai, cái khi mà mình lớn lên nữa rồi mình thích cái gì đó, mình thích học, mình thích làm, phải có chữ đam mê. Nãy mình nói không có đam mê là không được, mà đã đam mê thì phải theo đuổi tới cùng. Nhưng mà khi đã lên làm lãnh đạo rồi, mà lãnh đạo đây nó nói là cái chức cỡ như tổ trưởng là lãnh đạo rồi, còn đây mà là lớp trưởng cũng là lãnh đạo rồi.
tới nói chi mình làm chủ tịch câu lạc bộ rồi chủ tịch công ty rồi giờ chủ tịch VBF thì tôi cần phải có hai chữ đó là hy sinh, tôi cộng lại là 7 chữ. Nếu để trở thành một người quản lý tốt, lãnh đạo bất cứ làm vị trí nào thì phải có đúng 7 chữ là tâm, kiên, khiêm và đam mê, chữ đam, chữ mê và chữ hy sinh. Chỉ cần học thuộc và học cho kỹ 7 chữ này thôi thì cũng có thể làm người một cách rất là không đơn giản, không đơn giản chút nào, nhưng mà không dễ dễ dàng hy sinh chỉ hy sinh đó. Học thuộc chỉ là học thuộc thôi, còn tiến hành làm thì vô cùng khó khăn. Chúng ta cũng biết là huấn luyện viên Calisto đã giúp cho Đồng Tâm Long An vô địch năm 2005, 2006 là 2 năm liên tiếp. Và cái thương hiệu của ông dường như đã gắn với gạch Đồng Tâm Long An rồi, nhưng sau đó thì ông lại đi lên đội tuyển, và có lẽ đó cũng là một quyết định vô cùng khó khăn đối với anh đó. Đúng rồi, chính xác. Thì khi Calisto đội tuyển thì phải nói là rất nhiều cầu thủ phải nói rất là buồn, và ngay cả ban huấn luyện viên cũng rất là lo sợ. Ngay cả anh Quỳnh Cục Sang bây giờ làm giám đốc kỹ thuật á, lúc đó anh cũng không có Lato, anh còn xách giỏ đi về đó mà anh sợ, anh ngại, áp lực quá, tại đội bóng đá rất là áp lực. Thì mình cũng khuyên nó không sao đâu, Lato thì ổng đi cũng về thôi. Nhưng mà phải nói là lúc Lato đi là lúc là thời kỳ bóng đá là của đội bóng đi xuống, đi xuống đây có nghĩa là tới thời kỳ rớt hạng luôn, cái đó là đội bóng bị rớt hạng. Thì nhưng mà không sao, bằng cái quyết tâm, bằng đam mê, bằng cái sự quyết tâm thì đội bóng lại tiếp tục lên hạng năm kế tiếp. Sau một cái thời gian đó thì Đồng Tâm Long An đã bắt đầu đi xuống, cái thành tích nó không còn trong cái top đầu như những cái năm từ 2003 đến 2006 nữa. Thì có nhiều người cũng đã thấy rằng những cái nỗ lực của ông làm bóng đá đã giúp cho ông có được cái biệt danh mà mọi người cũng cảm thấy rất là thân thương, đó là Bầu Thắng. Nhưng mà trong cái thời gian qua thì ông đã quyết định rút lui khỏi cái vị trí chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Đập Tân Long An, và bây giờ là câu lạc bộ bóng đá Long An, và nhường trên vị trí đó cho người em út của mình là Võ Thành Nhiệm. Có người nói rằng là do Đồng Tâm Long An cũng không còn nhiều tiềm lực và tài chính nữa là một. Cái thứ hai là mặc dù ông làm chủ tịch tập đoàn này, chủ tịch tập đoàn kia, nhưng mà trên bảng vàng thành tích của một người giàu nhất Việt Nam thì cũng không thấy, đó là người ta cảm thấy bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng đó là một trong những cái lý do khiến ông rút lui khỏi cái vị trí chủ tịch câu lạc bộ Đồng Tâm Long An, hay là e ngại một cái chuyện gọi là một ông chủ hai đội bóng? Thật sự cũng rất là khó nói. Mình là làm nhà kinh doanh, mình cũng phải nói là mình có một cái bước mà lao động trưởng thành, phải nói thời gian cũng rất là dài. Mình biết sử dụng như thế nào hợp lý. Thì xin cũng biết là có thời gian bóng đá, tự nhiên bỗng nhiên bóng đá mà cái chi phí đầu tư quá lớn. Cầu thủ thì mười mấy tỷ một cầu thủ, rồi rất một cái số tiền mình không thể tin được. Nó giọt lên một cái mình không thể theo kịp. Mình ở cái mức nào chấp nhận cho phép được thì mình đầu tư, cho nên là với cái sự cố gắng, sự quyết tâm mà cầm cự để với cái mức mà mình gọi là hợp lý thì mình đầu tư. Cho nên là không phải đi xuống mà cũng lúc, tại vì so với hồi xưa đầu tiên á, người ta nghĩ là bắt đầu mình chuyển nhượng cầu thủ Minh Phương 400 triệu thì người ta nói là quá kinh, quá dữ quá rồi. Nhưng mà thật sự đó là nó hợp lý. Nhưng mà tới cái lúc mà cầu thủ mà lên tới ngay cả tay em, cả tay em chúng tôi giữ không nổi. Tay em cũng phải có thời gian phải rời đội bóng. Bởi số tiền quá lớn so với các đội bóng, mặc dù tay em đã giảm giá so với châu câu lạc bộ. Nhưng mà cũng quá lớn so với cái mức sức chịu đựng của câu lạc bộ. Còn ví dụ như anh biết là với cái hoạt động của cái group của Đồng Tâm á, thì cái chi phí để sử dụng cho cái vấn đề mà hỗ trợ trong công tác là xã hội địa phương, rồi quảng cáo sản phẩm vân vân, quảng cáo thương hiệu, thì nó ở cái mức cho phép, chứ không phải là mình muốn chi nhiêu là chi. Để làm sao cho cái sức nó bền vững, cho nên là không thể nào chạy theo kịp. Nhưng mà tôi tin rằng trong xu hướng chung rồi dần dần mặt bóng đá nó phải trả về mặt bằng chung của nó, chứ không ai mà đi đổ tiền một cách bừa bãi thôi. Nhưng mà cái việc mà ông rút ra khỏi cái đội bóng Đồng Tâm Long An vị trí chủ tịch thì nó trước khi mà đội bóng cổ phần hóa trở thành câu lạc bộ bóng đá Long An từ mùa này. Lúc đó thì nhiều người nghĩ rằng ông vừa tài trợ cho Kiên Long Bằng, Kiên Giang mà là chủ tịch của Kiên Long Bằng nữa, nên là cái việc mà một ông chủ hai đội bóng mới chính là cái vấn đề đó, không ạ? Thật sự mình làm thì mình thật sự rồi dần dần thì mọi người cũng sẽ hiểu thôi, giống như Xuân Cường chắc theo dõi chắc hiểu là cái cách mình làm như thế nào. Nói chung cho nên là làm trong cuộc sống thì nói là cái này làm sao cái lương tâm mình đừng cắn rứt, nhưng mà cái lương tâm mình cắn rứt nó sẽ đeo đuổi mình cả cuộc đời. Cho nên là cái tâm rồi kiên
rồi khiêm, cho nên là tôi lúc nào cũng tâm, rồi ai có nói gì nói. Ừ. Nhưng mà cái kiên nhẫn và khiêm tốn là tôi làm một cách rất là minh bạch. Yeah. Và cho nên bây giờ được xã hội tín nhiệm giao cho nhiệm vụ được làm chủ tịch VBF. Yeah. Thì thật sự là nếu mà được tôi không biết được cái gì. Yeah. Mà mất thì tôi mất rất nhiều thứ, thời gian. Yeah. Rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là được cái là tôi có góp phần đóng góp cho cái nền thể thao của Việt Nam. Yeah. Trong cái hoạt động thì tôi nghĩ đó là cái niềm vui trong những năm qua mà tôi làm cho VBF. Yeah. Nhưng mà tôi cảm thấy là cũng chưa có thể nói lên vấn đề mà cái mong muốn tôi cho muốn bóng đá Việt Nam rất nhiều thứ, nhưng Xuân Cường cũng thông cảm là nó còn nhiều yếu tố tác động nữa chứ không phải chỉ có VBF làm được. Dạ. Vâng, nhìn cái cách mà chia sẻ cũng như là phát biểu của ông thì cảm thấy được cái niềm say mê và cái nhiệt huyết ở trong đó. Tuy nhiên bóng đá của chúng ta thì không phải muốn làm là được, mà nó có rất là nhiều câu chuyện có thể nói là ói âm, như là câu chuyện mà tôi vừa nhắc rồi là một ông chủ hai đội bóng, thậm chí giờ một ông chủ ba đội bóng cũng có, nó có rất là nhiều. Bên cạnh đó là bóng đá ân tình, rồi mỗi khi mà đi xem bóng đá thì nhiều khi tôi chứng kiến nó như là một vở kịch trên sân. Thì đó có phải là những cái con sâu rầu cái nồi canh và khiến cho ông cảm thấy có lúc nào cảm thấy chán không? Thật sự là nếu mà đã nói là nếu mà nói chán, có những giây cũng bị dao động. Yeah. Nhưng mà mình không được cho phép. Yeah. Mình không được làm điều đó. Thì cái đó là trách nhiệm. Không phải mình nói là mình gặp những cái sự cố cái mình buông xuôi, tại mình nghĩ nó còn nhiều thứ nữa. Yeah. Giống như mình nói giờ, tôi nói giờ làm doanh nghiệp mà gặp những lúc khó khăn, kinh tế khó khăn mình bỏ hết thì mình không phải là mình nữa, tại vì sau lưng mình còn hàng ngàn lao động, ngoài sau lưng hàng ngàn lao động còn hàng chục ngàn người sống về những người là người cùng lại với mình, lương tâm mình không thể cho phép làm chuyện đó. Yeah. À, mình đã dấn thân vào rồi thì phải chịu trách nhiệm, cho nên là mặc dù cái áp lực ở VBF cũng không phải là nhỏ. Yeah. Cho nên mình phải cố gắng. Cái thứ hai nữa tôi nghĩ là tôi mong rằng nếu ai có những cái suy nghĩ về nhường nhau rồi hỗ trợ rồi nói chung là những hành vi mà không fair play ấy, trong bóng đá thì nên dần dần lội đó ra đi. Tại vì mình đã làm những cái đó thì nó đeo bám mình cả suốt cuộc đời. Đó chính là một trong những cái mục tiêu của chúng ta là bóng đá. Thì cái quá trình là bóng đá như là kinh doanh hay bất cứ điều gì đó thì tất nhiên có những thăng trầm, ông gắn với bóng đá Long An rồi cũng hỗ trợ bóng đá Việt Nam rất là nhiều. Và vừa rồi thì đã gắn với vị trí chủ tịch của VPF 4 năm rồi. Thì không biết là khi làm ở cái vị trí này, ông tự cảm nhận thấy rằng là mình đã làm tốt hết tất cả những cái vị trí chỗ VPF chưa? Thật sự thì thời gian không có nhiều. Cho nên là nếu mà nói là làm tốt thì tôi cũng chưa hài lòng. Bởi vì thời gian không cho phép. Cho nên tôi rất cần một cái người giống như anh Cao Văn Chống. Yeah. Dành hết 100% thời gian. Wow. Và hội đồng quản trị chúng tôi đứng sau lưng và thường xuyên hỗ trợ những cái khó khăn của anh. Thì tôi nghĩ đó chúng tôi sẽ hỗ trợ được. Còn nếu có điều kiện tôi làm 100% thì nó sẽ tốt hơn. Chắc chắn là tốt hơn. Cái gì kiêm nhiệm thì nó sẽ không có hoàn hảo ở đâu. Yeah. Nhưng mà tôi cũng cố gắng làm nhiều giờ hơn. Cái thứ hai đó là cố gắng sống làm sao để làm sao cho được nhiều người hiểu mình hơn, thương mình hơn, để chỉ mình hơn. Yeah. Để mình học những cái học thậm chí học những cái sai lầm và học những cái kinh nghiệm của những người đi trước, và thậm chí ngay cả cầu thủ tôi cũng phải học nữa, có những cái mình cũng phải. Yeah. Cho nên trong cuộc sống tôi cuộc sống có thắng phải nói là nhiều khi cứ nghĩ là công dân mình học, chứ thật sự tôi học từ công dân nhiều lắm. Yeah. Công dân của mình á. Yeah. Tại vì họ làm việc trực tiếp ngay cái máy đó, họ làm việc từ sản phẩm đó, nhờ những cái góp ý của anh em công nhân mà mình điều chỉnh nên đầu tư, không nên đầu tư và nên cải tiến, thì đó là những cái vấn đề mà cái cách mình làm việc từ xưa giờ. Chứ thật sự nói mà để thắng biết này kia thì phải nói là làm để biết bóng đá thì trong thời gian qua tôi học rất nhiều từ các huấn luyện viên. Yeah. Rồi từ những người bậc tiền bối về bóng đá, rồi những cái em vận động viên luôn. Yeah. Cũng có học. Đúng là làm bóng đá nước ta thì cũng đang đi theo một cái quy trình là phải học hỏi. Chúng ta học ở Thái Lan rồi học ở Nhật Bản, nhưng mà những cái mô hình trong cái thời gian qua thì ông có thấy nó đạt được cái kết quả tốt chứ? Nếu mà nói á mà đạt như mong muốn mình á thì mình chưa hài lòng. Nhưng mà nếu mà so lại với cái quá khứ á thì nó phải nói là thay đổi rất nhiều. Yeah. Nếu như chúng tôi coi lại cái chục năm trước, năm mười năm trước thì mình có thay đổi nhiều chứ, về cách tổ chức, về cách hành xử của trọng tài, về cầu thủ đã có thay đổi. Yeah. Nhưng mà để đạt được những gì mình mong muốn á
Thì chưa. Một câu hỏi cuối nhưng cũng sẽ có bao gồm nhiều cái hàm ý. Thứ nhất, đó là ông có đủ, một câu hỏi ý nghĩa là ông có đủ khỏe không? Khỏe thứ nhất, đó là về sức khỏe như thế nào? Thực sự có nhiều người hỏi sao tôi bắt tay mạnh quá. Chắc xương cường cũng mạnh hơn chứ. Yeah. Cũng người rất là đam mê thể thao. Dạ. Phải nói tôi rất là chịu khó thể thao. Dạ. Yeah. Sáng tôi dậy sớm tôi chịu khó vận động. Thường đánh tennis đúng không ạ? Tôi chơi tennis. Dạ. Còn đá banh hồi xưa cũng có đá banh nhưng mà giờ chắc chạy không lợi. Thành ra là thể thao cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thực sự là nó tạo cho mình một cái có một cái thể lực, cái thứ hai nó tạo sự minh mẫn để giải quyết công việc. Như vậy là về sức khỏe ổn rồi. Thế vậy thì khỏe và tài chính nó là bóng đá không? Hả? Sức khỏe và tài chính đó là một mình xác định mình là một nhà doanh nhân. Yeah. Mình làm kinh doanh. Yeah. Và mình làm những gì trong khả năng mình có. Vâng. Ví dụ như em nói là đội bóng Long An. Yeah. Yeah. Mình hỗ trợ tài trợ trong khả năng. Yeah. Cái quy định cho phép mình tài trợ như thế nào. Yeah. Còn thật sự mình Thắng cũng nói rất nhiều, nói cả gia đình mình luôn. Thật sự mình làm tất cả này của cho xã hội. Yeah. Và con cái đừng nghĩ gì qua làm hết. Yeah. Tất cả cái này là của xã hội. Yeah. Và là chỉ cho con mình những cái kiến thức. Yeah. Và những cái quan hệ mà bạn đã xây dựng. Phải nói là nhiều khi mình, ví dụ như Thắng quen được Xuân Cường thì thật sự phải tốn 5 năm, 10 năm. Yeah. Nhưng mà nhiều khi có thể là người thân mình chỉ cần, đây là người thân của mình, có thể chừng năm là gặp Xuân Cường có thể được. Yeah. Nếu người đó là chuẩn chạc đàng hoàng. Yeah. Thì ý mình nói đây muốn đây là với cái lòng đam mê của mình thì mình sẽ cố gắng làm hết sức mình những gì có thể đóng góp được lĩnh vực này, lĩnh vực kia cho xã hội, cho đất nước thì mình làm. Thì trong thời gian qua thì Xuân Cường thấy rồi, nếu mà nói là mình hàng chục ngàn cái suất học bổng cho em học sinh. Yeah. Hàng trăm ngàn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mình cũng hỗ trợ. Yeah. Tôi dùng từ thấy hàng trăm ngàn á thì thật sự làm hết gì cũng cho hết cho xã hội chứ mình. Yeah. Cuối cùng là gì, cuối cùng tới giờ mình cảm thấy cũng vui là không vui. Đây là gì, ngày mình càng có nhiều người bạn nhiều. Yeah. Hơn chứ không mất đi. Yeah. Đó là cái niềm vui mình thích nhất. Đi tới đâu cũng có bạn hồ hởi, bắt tay, vân vân. Tôi nghĩ đó là cái hạnh phúc cuối cùng là gì? Mình có, ngày càng có nhiều người bạn. Làm việc căng thẳng xong rồi bước ra đều là có bạn bè, vui vẻ thì đó là một hạnh phúc thật sự. Còn cái khỏe thứ ba đó là khỏe về cái sự đam mê, mê và cái nhiệt huyết để tiếp tục làm bóng đá một cách mạnh mẽ hơn nữa. Cái này là tôi nghĩ là rất là đương nhiên, cái này khó bỏ ra được. Ngay cả anh Đức không? Anh thấy anh Đức Hoàng Anh là gì? Anh phải nói là cái cường độ làm việc ông nhiều, thật nghĩ chắc cái cường độ làm việc cũng rất nhiều, tại làm anh đầu tư nhiều hơn mình nữa, nhưng mà anh vẫn đam mê, vẫn quan tâm, vẫn lo. Thì tôi nghĩ là rất khó. Mà nhiều người nghĩ ôi quan tâm đó làm gì. Nhưng mà cái này không phải quan tâm mà đam mê, mà có trách nhiệm với cái nền thể thao này và trách nhiệm xã hội. Tôi dùng từ xã hội, mình cần phải làm được cái gì đó. Ví dụ phải nói là tôi đầu tư xây dựng một cái cảng ở Long An. Mà phải nói là ba nhiệm kỳ ở dưới tỉnh Long An đều ra mà không làm được. Nhưng mà nay tôi đã xây dựng xong. Thì tôi cảm thấy là cái cảng nó sẽ vĩnh viễn tồn tới 100-200 năm nữa. Nhưng mà tôi thì chắc cũng không có tới đó đâu. Nhưng mà cái quan trọng mình làm được cái gì cho xã hội. Đúng không? Để nó phát triển cái vùng đất nghèo, dùng đất khó khăn. Vâng, làm thì làm nhiều, quan trọng là cái dấu ấn. Đúng. Dấu ấn mới mới để lại cái sự nhớ lâu của tất cả mọi người. Và tôi thật sự là rất là vui khi mà ông chia sẻ những cái câu chuyện vừa rồi, cũng cảm thấy ông rất là khỏe ba chuyện đó. Thì tất cả sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá trong thời gian tới. Thì đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng hết, và cũng nhân đây nhưng mà chưa khỏe đâu nha Xuân Cường. Xuân Cường phải lúc nào phải ủng hộ mình. Vâng, không phải ủng hộ mình mà ủng hộ cho cái nền thể thao của nước nhà. Cái nào đúng một người cũng không làm được thì một nhà báo như em cũng sẽ hỗ trợ rồi về cái đúng, và sẽ phát triển theo nó một cách tốt nhất. Thì nhân đây cũng xin chúc cho anh luôn giữ được sức khỏe, lòng nhiệt huyết, vững tâm với bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Thôi vậy hôm nào bữa nào đi quýnh trận tennis có ai khỏe hơn nha. Chắc chắn nha. Hôm nào quýnh trận tennis có ai khỏe hơn. Vâng, xin cảm ơn anh, và cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng ta. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.